năm 1919, ngay sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với quy mô rất lớn. Rất nhiều tài nguyên, của cải, nhân lực của Việt Nam bị vơ vét về nước Pháp. Lúc này, chế độ phong kiến ở Việt Nam vốn thuần nông nghiệp lại chia thành các tầng lớp khác nhau của xã hội và bị phân hóa sâu sắc. Địa chủ, giới nhà giàu có đất ở nông thôn. Tư sản, tầng lớp kinh doanh riêng. Tiểu tư sản thành thị, tiểu thương, tiểu chủ sản xuất, nhà báo, học sinh, sinh viên. Nông dân, tầng lớp lao động nông nghiệp chiếm 90% dân số. Công nhân, làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy. Trước sự xuất hiện của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, phong trào chống Pháp tuy vẫn diễn ra nhưng chưa thực sự bài bản, cần có một tổ chức đứng lên dẫn dắt, lãnh đạo các tầng lớp ấy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đã đáp ứng được yêu cầu đó. Ngay sau khi ra đời, với phong trào dân tộc độc lập và người cày có ruộng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được một lực lượng công nhân và nông dân rất đông đảo, hình thành khối liên minh công nông. Lực lượng ấy phát triển rất mạnh mẽ, có tổ chức trong cuộc vận động dân chủ. Và điều gì đến cũng đến, năm 1945, lợi dụng tình hình Nhật hất cảng Pháp và sau đó Nhật lại thua trận trong Thế chiến thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân giành lại chính quyền trong cuộc cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đất nước Việt Nam non trẻ khi đó phải đối mặt với sự quay lại của thực dân Pháp và cả sự can thiệp của Mỹ, để rồi trải qua nhiều giai đoạn. Với chiến thắng Việt Bắc, Thu Đông năm 1947, chiến thắng biên giới, Thu Đông năm 1950, chiến thắng trong Đông Xuân năm 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng này là sự kiện quyết định đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ xua quân xâm lược Việt Nam và lập một chính phủ ở sau vĩ tuyến 17. Nước ta bị chia cắt với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. Việt Nam lúc này phải đối diện với gác khổng lồ lớn nhất khi ấy là Mỹ. Và nhiệm vụ đánh Mỹ để thống nhất đất nước chính là yếu tố hàng đầu. Ở miền Nam, tiến hành cuộc đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa Đồng Khởi từ năm 1959 đến năm 1960. Sau đó là cuộc giải phóng dân tộc thần kỳ trải qua các giai đoạn. Năm 1954 đến năm 1960, đánh bại chiến lược chiến tranh đơn phương. Năm 1961 đến năm 1965, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt. Năm 1965 đến năm 1968, đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ. Năm 1969 đến năm 1973, đánh bại cơ bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Sau khi rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ dựng lên như rắn không đầu trở nên suy yếu rõ rệt. Trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975, quân giải phóng đã đánh bại hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chính quyền do Mỹ dựng lên chính thức sụp đổ, Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Tuy vậy, hòa bình vẫn chưa hoàn toàn đến với Việt Nam.